đang treo kết như ý để cầu phúc cho A Mã của tỷ, đột nhiên nhớ tới bệnh tình của Di Trung Đường, muốn quan tâm một chút. Nghe nói như đèn dầu sắp cạn, bổn cung thật sự lo lắng thay muội. Hoàng hậu thân là đứng đầu lục cung, sao lại nói những lời độc địa như vậy? Không phải bổn cung độc ác, chỉ là hoàn cảnh trong ngục không tốt. Di Trung Đường cũng đã già, sức khỏe lại yếu đuối, bổn cung lo ông ta chịu không nổi. Nhưng mà tâm địa xấu xa như vậy, vu cáo A Mã của ta, chỉ sợ ông trời cũng không thể che chở được. E là cha con các ngươi sẽ mau chóng cốt nhục phân ly, âm dương tương cách. Sao hả? Muốn giơ tay đánh bổn cung à? Muội dám sao? Bổn cung không ngại nói cho muội biết, chính bổn cung đã sắp đặt mọi chuyện, lợi dụng lời nói của Thường Công Công để dẫn dụ muội đến thôn Dịch Bình, muốn muội chết dần chết mòn. Nhưng thật đáng tiếc, muội mạng lớn không chết. Đúng là tỷ, tôi phải tìm hoàng thượng, nói cho hoàng thượng và hoàng thái hậu biết. Muội có chứng cứ sao? Ai sẽ tin vào lời nói phiến diện của muội? Muội làm gì được tỷ nè? Muội quá vô dụng, ngay cả đánh ta muội cũng không dám. Định sẵn cả đời sống dưới chân của ta, giống như lão già A Mã của muội vậy, gan nhỏ như chuột, ngu như heo nái vậy. Hoàng thượng, hoàng thượng đến thật đúng lúc. Toàn phi muội ấy dám dĩ hạ phạm thượng, bạc tay cả hoàng hậu. Hôm nay nhất định hoàng thượng phải làm chủ cho nô tài, nếu không sau này nô tài không còn mặt mũi nào thống lĩnh lục cung nữa. Toàn phi, nàng thật là quá đáng. Hoàng thượng, là hoàng hậu khiêu khích nô tài trước, là tỷ ấy nguyền rủa A Mã của nô tài nên nô tài mới. Muội nói bậy, hồi nãy bổn cung chỉ nói chuyện ôn hòa với muội ấy, hy vọng mọi người sau này không còn tỷ muội tương tranh để hoàng thượng bớt phiền lòng. Hồi nãy bổn cung chỉ là hỏi thăm A Mã của muội, nhưng muội cứ cho là bổn cung không có lòng tốt. Nếu như hoàng thượng không tin, hoàng thượng có thể nhìn những kết như ý này, bên trên chiếc toàn những lời chúc phúc cho Di Trung Đường. Nàng coi, hoàng hậu quan tâm tới A Mã của nàng như vậy, nàng không hỏi rõ trước sao lại ra tay đánh người? Sao nàng lại trở thành như vậy? Quá muộn quá hoàng thượng, hoàng hậu đã nói dối. Chính miệng tỷ ấy thừa nhận là sắp đặt dụ nô tài đến thôn Dịch Bệnh, muốn nô tài chết ở đó. Đến bây giờ mà nàng vẫn còn ngoan cố vu cáo hoàng hậu, trẫm ra lệnh nàng lập tức thỉnh tội với hoàng hậu. Nô tài không sai. Nếu hôm nay nàng không thỉnh tội với hoàng hậu, trẫm sẽ không tha cho nàng. Nô tài biết tội, xin hoàng hậu nương nương tha tội. Bỏ đi, nể mặt hoàng thượng, bổn cung tha cho muội một lần. Về đi. Ta hoàng hậu nương nương